Xin chào các bạn nhé. Hôm nay trong khi đi lấy cây thuốc thì mình có bắt gặp mà khu vực này là có một cây thuốc rất tốt các bạn ạ. Cây thuốc mình quay để các bạn xem chính là cây chỉ thiên các bạn nhé. Đây mình sẽ quay thật gần để các bạn xem về cây chỉ thiên. Đây chính là cây chỉ thiên này các bạn này. Cây chỉ thiên thì còn có tên gọi khác là cây cỏ lưỡi mèo. Mùa này cây chỉ thiên đang ra hoa rất nhiều đây này các bạn này. Đây các bạn nhìn cái phần lá cây chỉ thiên nó chỉ có nằm ở sát mặt đất đây này. Bên trên thì rất ít lá. Trên phân rất nhiều cành nhánh. Nhưng mà nó chỉ có những cái lá nhỏ như này thôi này các bạn này. Toàn thân cây chỉ thiên, kể cả lá, đều có một lớp lông mịn các bạn nhé. Trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền đã sử dụng cây chỉ thiên này từ rất lâu rồi. Nó là một vị thuốc rất tốt. Để chữa về căn bệnh viêm gan ABC. Nói chung là phải viêm gan phải có cây chỉ thiên này các bạn ạ. Và nó cũng là một vị thuốc chữa viêm cầu thận rất tốt. Những trường hợp mà viêm cầu thận mà tiểu ra máu á là phải dùng đến cây chỉ thiên này các bạn ạ. Cây chỉ thiên này thì nó là một cây thuốc quý nhưng nó không hiếm đâu các bạn ạ. Nó mọc trong tự nhiên rất nhiều ở các triền đê và các bãi đất hoang. Nó rất ưa mọc ở những cái nơi có cỏ, có cây cỏ các bạn ạ, cỏ rậm thì nó rất hay mọc. Mình cũng nói thật với các bạn như này, cái cây chỉ thiên này nó là một vị thuốc chữa gan cực tốt luôn. Đấy là theo kinh nghiệm của nhà mình và một số thầy thuốc nam. Bởi sao mình lại dám nói như vậy? Người Trung Quốc các bạn ạ, người ta thu mua cái cây chỉ thiên này của Việt Nam mình ạ, mỗi năm không biết hàng bao nhiêu tấn. Nhưng người dân Việt Nam mình thì rất thờ ơ với cây thuốc này. Mỗi một năm Trung Quốc người ta thu mua rất nhiều. Các bạn mà không may có người nhà mà bị viêm gan, đại khái là bệnh viêm gan, bất kể là viêm gan A, gan B, gan C, là các bạn lấy cái cây chỉ thiên này về để mà dùng rất tốt các bạn ạ. Hoa chỉ thiên nó có màu tím này các bạn. Khi đi thu hái cây thuốc thì mình hay quay video để làm kỷ niệm. Và cũng nhân tiện là giới thiệu với mọi người. Còn những thầy thuốc nào mà giỏi, có những cái bài thuốc hay, vị thuốc tốt thì xin các thầy chia sẻ cho mọi người để mà mọi người chữa bệnh. Đây cái lá của cây chỉ thiên này nó cứ ráp ở phần mặt đất này các bạn. Phần trên nó chỉ có lưa thưa lá nhỏ thôi, chủ yếu là nó phân cành nhánh và ra hoa. Thôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn.